mà nó có nhiều kim xe trong thế giới thì chỉ tập trung một cái tiếng thôi, có người giỏi cực kỳ về tiếng Giáp rồi, cái đời thì bệnh cũng hết nhiều quá. Thật ra tôi sẽ giới thiệu những cái mặt bệnh mà hay gặp nhất á, tôi bảo đảm gì những cái gì tôi có nói đây gì là trong cái cuộc đời hàng ngày và cái gì tôi sẽ gặp đó. Mà nói với cái này tôi gặp nhất thôi. Dù sao thì mình có mấy bài chuẩn thì mình có mục tiêu. Mục tiêu thì mình sẽ nghiên cứu mấy cái ưu tuyến của tiếng Yên. Sự cụ thể thì ra là cái ưu tuyến thì trước tiếng Yên, mấy cái tiếng mà nó có liên quan tới vấn đề nội tiết tố, cái ưu tuyến đó. Rồi cái viêm cái bệnh lý tuyến giáp thì mình nghiên cứu là viêm giáp Hashimoto. Hashimoto nha, năm ngoái các đàn anh đang chỉ quý vị, tại vì trong cái tiêu bản quý vị học thực tập á, có cái tiểu bản tiêm giáp Hashimoto mà tôi sưu tầm được của bên khoa giới bệnh bên bệnh viện Thống Nhất á, xong cái tới thầy cái tôi hỏi đây là bệnh lý gì, đây là bệnh lý viêm giáp Hashimoto, tôi nghe tôi xỉu luôn, giống như là bột ngọt ở đâu tới vậy, tại nhà coi quảng cáo nhiều quá bị ảnh hưởng. Hashimoto thì hai người là người Nhật hết, nhưng mà ông này nghiên cứu về tiếng giáp, còn ông kia thì nghiên cứu về bột ngọt. Còn cái quý vị, cái bảo đảm gì thằng gặp hàng ngày luôn á, nếu mà đi vô khoa nội tiết là mấy cái bệnh nhân bị phình giáp từ dân gian rồi cú cổ rồi bị bệnh tường giáp, bệnh basido, rồi bệnh ung thư của tiếng giáp thường gặp nhất là cái tuyến giáp dạng nhú, rồi u tuyến của lõa đường thận, rồi càng sinh non tiết bỏ thận. Hiện nay tôi đi vô thêm năm nay thì tôi đi bên bệnh viện 115 tôi cũng gặp vài ca khá đặc biệt, giới thiệu cho quý vị. Rồi cái u sắc bào của tủy đường thận kêu phomocytom. Bây giờ là giới thiệu về bệnh lý tiếng Yên trước. Thì trước tôi đi vô mấy cái bệnh lý khối u á, tôi muốn nhắc cái gì một cái vấn đề, cái hình này khác với mấy năm trước, hình này đẹp hơn, trang hoàng đẹp hơn, hình design đẹp hơn, hình của năm 2015. Thì có cái hội chứng Sheehan cũng hay gặp lắm, nhất là sau này mấy người nào mà đi về ngành sản phụ khoa là đặc biệt lưu ý hội chứng này á, nó không làm cho sản phụ mất cái trên bàn xanh, cũng không ảnh hưởng tới em bé nhiều, nhưng mà nó sẽ là một cái ảnh hưởng tệ hại cho một cái hạnh phúc gia đình, cho một cái đời sống sinh dục, đời sống chung của người phụ nữ sau sinh, nếu mà mình không chú ý chuyện này. Tức là khởi phát là khởi đầu là tại vì cái mấy cái cô này sanh đẻ, mấy cái người sản phụ này nè, lúc sanh bị băng huyết, sanh sản nhiều quá, ở lúc ngoài sanh chảy máu, hoặc là sanh đẻ thông thường chảy máu ra đường âm đạo, hoặc là mổ sanh, mổ lấy em bé, mổ mua sinh ra gặp thì cô thấy ra, nhưng mà cái vấn đề chảy máu nhiều quá do những cái liên quan tai biến, và do thành tử cung mỏng, do thai ở vị trí khó vân vân, rồi dẫn tới bạch huyết sẽ làm hết. Thì những cái bạch huyết đó nó sẽ làm sinh ra chuyện gì? Dĩ nhiên là cơ quan cầu thận trong hệ thống thì bị giảm tưới máu, bị thiếu máu rồi, nhưng mà cái nào thì đáng sợ nhất, âm nhạc trữ. Cái âm nhạc trữ là cái âm tiếng Yên đó là chuyện thiếu máu, cái là xìu cái là coi như nguyên dàn nhạc là tiêu hết, là bị ảnh hưởng hết. Tiếng giáp cũng bị suy, rồi tiếng đường thận cũng bị suy, rồi hệ thống tử cung sinh dục cũng bị suy. Đó, ảnh hưởng như vậy là sau sanh cái bệnh nhân thì yếu mệt, rồi chậm có kinh trở lại, rồi bị nhược giáp, rồi bị suy bỏ thượng thận. Cái này nó có thể dẫn tới tử vong thì sao nữa. Giảm tiếp những cái chất học môn từ tiếng Yên như là giảm tiếp cái TSH thành ra tiếng giáp thì nhược giáp, giờ giảm prolactin thì không có sữa cho con bú, bị ảnh hưởng cho bé, rồi bị giảm suy tiến thượng thận thì cái bỏ thượng thận nó bài tiết đủ thứ quan trọng nãy giờ mình học rồi cũng bị ảnh hưởng luôn, bị thiếu tizon, bị thiếu những cái steroid, những cái corticoid mà khoáng chất cũng thiếu luôn, rồi bị suy buồng trứng, rồi không có kinh, rồi ảnh hưởng tới rụng trứng vân vân. Đó, thành ra sẽ làm cho cái người phụ nữ bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều. Mà ban đầu chỉ vì cái vấn đề là băng huyết sau sinh mà không để ý, tại vì tích cực truyền máu, rồi phải bù lại số lượng máu mất vân vân để giảm những cái tai biến sản khoa để tránh bị băng huyết sau sinh. Đó, thì bây giờ mình qua cái nhóm bệnh thứ hai cũng hay thường gặp của tiếng Yên, đó là khối u. Khối u tiếng Yên thì không nói hẳn nó là u lành tính hay là u ác tính, tại vì thường thường á khối u tiếng Yên nó chỉ có cái là một là nó gây nó
gây ra những cái biểu hiện nội tiết không, nó cũng là nguy hiểm rồi. Chuyển tiết sinh học ví dụ như là nó gây ra người khổng lồ, người to đầu chi, rồi là cường cái tiếng cái tế bào tiếng kia mà ưa axit á, thì là nó làm những cái chuyện đó. Còn hoặc là tế bào là ưa kiềm thì nó làm ảnh hưởng tới những cái hệ thống sinh dục, nó sẽ gây những cái biểu hiện phụ hệ thống dục. Và như là cái vấn đề á là có một số diễn tiến nó xấu, tế bào nó diễn tiến ác tính đột biến thì nó thường nó xâm nhập tại chỗ, nó có thể tàn phá lên cái vùng đáy não hoặc là nó xâm nhập xuống cái cấu trúc mô xương ở vùng đáy sọ đó, rồi nó chèn ép, nó gây ra ví dụ như nó đè vô dây giao thoa thị giác, làm bệnh nhân bị mờ mắt, hay mù từ gần bệnh viện như người mờ mắt thấy được nhìn cái mắt bề ngoài thì bình thường, không thể được đè chỉ có u đè nhức đầu đó. Nó đè vô giao thoa thị giác là và bắt vào thì những cái triệu chứng nó đi kèm thì khá nặng nề. Nếu mà nó to ra bình thường nó cái thước như nhỏ sinh viên nhớ về dễ nhớ nhất thì nó lập lên chút 12-19 gì đó, nhưng mà 1 cm chính nó nặng khoảng nặng thì có rồi, tại vì mổ cắt ra mới cần được, nhưng mà bình thường thì nó nặng khoảng nửa ra vậy là to rồi. Cái gì là so với mấy cấu trúc khác là biết là to rồi, tại vì cái vùng cầu não là dùng cầu não cái đường kính tiếng sào nó khoảng 3-4 cm, đoạn này là nó khoảng bằng 2/3, này nó khoảng 2 cm đó. Đó thì này tiểu não, này cầu não đó, còn cái não thức bên, não thức bên trên này đó, cái này u tuyến yên điển hình, nó đè vô cái hố yên thì nó có nhiều loại lắm. Tôi có cái tổng kết như sao. Thường đa phần u tuyến yên đó thì có biểu hiện nội tiết, nhưng mà sale á thì nó không có biểu hiện nội tiết nha, thành ra cân đấu thì nó vậy. Chứ còn nhiều thiệp đó, ví dụ như khoa ngoại sinh, nhiều trường hợp họ mổ tôi tự kiểm chứng là chuyện này tôi nghĩ u tuyến yên như đó, nhưng mà họ sẽ thấy, nhưng mà tôi thăm dò về nội tiết tố thì bệnh nhân này không có bị ảnh hưởng gì đấy đó. Và thật sự nó cũng có ảnh hưởng một chút, nếu mà nó không tăng tiết thì nó đè vô mấy cái tế bào chế tiết thì nó bị giảm tiết đó, nhưng mà cũng ảnh hưởng một chút thôi. Nhưng mà cái gì nhiều nhất thì thiệt đó là cái nhóm tế bào mà nó liên quan tới tiết cái prolactin thì là nhóm tế bào lên xích hay kiệm, hay là tế bào của thì sao tiết kiệm thì thay nhiên thì là nó tiết ra cái oxytocin. À, tế bào lợi xích kiệm, nó mở cái bài môn học này. Thì trước tiên là tế bào gì? Tế bào lợi xích. Tế bào lợi xích thì nó một là nó hướng thần thải, somatotropin. Hai là nó hướng vô tiến vú, là hormonotropin. Còn tế bào lợi kiệm thì nó mới hướng sinh dục, v.v. Đó, thì cái này là của thị trước tiên nha. Đó, thì nó thường thường là nó tiết protein. Còn hướng thần nè thì nó tiết hormone sinh dục là trước mình học á, thì nó chiếm khoảng, nó không phải là nhiều nhất nhưng mà nó cũng không ít nhất. Nó tóm lại mình cũng gặp khá nhiều á, mấy cái trường hợp người khổng lồ hoặc là to đầu chì thì là tiết hormone tăng trưởng, growth hormone đó. Nhưng mà có những cái trường hợp á là nó tiết đủ thứ nha, thì nó cũng ít hơn cái hormone trưởng, nhưng có trường khối u nó tiết ra nhiều loại hormone, lúc tức là u nhiều loại tế bào. Còn mấy cái kia thì đa số là ít, hiếm khi nào gặp cái u tuyến yên mà nó lại tiết cái chất mà nó kích thích tăng hoạt động tuyến giáp, tế sạch đó. Rồi thì mình đang học vô cái nhóm này nè, cái nhóm mà nó tiết ra hormone hướng thần, tiết không pro hormone nhiều, nó chiếm cái tần suất ở giữa. Thì hai người này là anh em trong cùng một gia đình đó, nhưng mà ông anh thì lớn tuổi, ông anh không bị u tuyến yên, ông em bị u tuyến yên, ông em bị phát triển rất là lớn. Ông em này bị u tuyến yên vào cái thời kỳ trước dị thời, thời kỳ dị thời nha, thời kỳ trong khoảng 14-15 tuổi, 15-16 tuổi á, thì hậu quả là lúc đó là cái xương nó chưa bị cấu quá. Vì nhớ lại hồi đó tôi có dạy về cái bài hệ vận động á, ví dụ như cái đầu xương nó có hiện tượng cấu quá thì nó làm giảm chiều cao, còn nếu mà nó chưa cấu quá thì nó còn là sụn á, dài ra thì ông này ổng cao lên chân độ dài ra bằng tay. Hai người lại cùng một gia đình đó, cái cấu trúc cái hình thái bàn tay giống nhau, bàn tay này to khổng lồ luôn đó. Thì ông này ổng bị u tuyến yên mà thời kỳ thanh thiếu niên, thì gây ra cái bệnh người khổng lồ cũng chẳng có tốt gì đâu, thì đó còn
hormone của mắt trái luôn đó. Giảm những dừa cao lên rồi tăng chuyển hóa, hồi nãy tôi có chiếu sơ như là tăng chuyển hóa mô cơ, nó như là tăng chuyển hóa mỡ nữa, rồi nó sẽ ảnh hưởng một số loại như là ông sẽ bị tổn thương về khớp do cái trọng lượng cơ thể nó quăng lên, cái đè vô cái những cái vùng khớp chịu lực ấy, bị tổn thương khớp, rồi ông cứ bị chèn ép hệ thống thần kinh, rồi bị nó tích tụ mô cơ, có tích tụ mô mỡ nữa, rồi bị rối loạn về chuyển hóa trong cơ thể, thành ra nói chung là không nếu không tìm can thiệp cái ưu tuyến yên nó thì, nhưng mà nếu mà mổ ưu tuyến yên thì ông cũng còn giữ cái cơ thể trạng gì, tại vì nó đã qua cái giai đoạn đó rồi, thì chỉ có điều mổ cái ưu tuyến yên vào ổng thì nó sẽ làm giảm những cái tác dụng ảnh hưởng xấu về sau thôi. Ảnh hưởng xấu như thế nào? Bây giờ nếu mà cái người bị phát ra cái ưu tuyến yên nó sau tuổi gì thì sau cái giai đoạn mà phát triển chiều cao không có cao thêm nữa thì lại đẻ ra thành ra cái bệnh là bệnh to đầu chi, acromegaly. Acromegaly là cái đầu của một cái bụng đó, acro là đỉnh đó, bây giờ móng tay móng chân acromegaly. Thì là cái này thì nó lại làm cái gương mặt quái gì vậy? Cái gì mà ở đầu mũi chất mũi to ra chán dồ ra ngậm mũi ra mà lại còn chân to ra thì nó thấy đây nói là cái dạng là cái người quái, cái người khổng lồ, cái quái á đó. Đó giống như là coi trong phim movie gì hạt đậu gì rắc và hạt đậu và mấy người khổng lồ với cái cây bọc lên trên cái thế giới vậy đó, trên trời á, trong lên gặp toàn mấy người bự bự không mặt giống nhau vậy đó, cái trán dồ mũi to gọi là mặt to cực á, mũi to cầm to thì thường thường là nó bị u mà về cái tăng tiết hormone, nhưng mà giai đoạn sau bị thấy còn sọ dày bị kèm hình giá thì nó cũng có ảnh hưởng với hormone khác, tim tiết ra tim to nhưng mà do suy tim dày hết trái do cao huyết áp, rồi cơ tim đỡ to do cái vấn đề ảnh hưởng hô hấp, rồi cột sống thì cũng bị tổn thương do dày nó sẽ cần giảm vận động. Rồi thấy những người này bự vậy chứ họ tại vì lớp họ cứ đi nó ngồi một chỗ và đi tới lui người thì rất là nặng nề đi tích, kể cả cái ông nãy cũng vậy, nặng nề hiếm có cái trường hợp mà cao mà được dựng làm vận động viên bóng rổ, rồi cái đó thì cũng hơi bị hiếm, rồi cái đó thì có thể là cao đều phát triển đều, còn mấy người này thì bệnh nặng lắm. Rồi cái rối loạn lưu dung nạp lipo có thể kèm tăng đường đột huyết, bị tiểu đường, rồi ảnh hưởng tới sinh dục, bị giảm sinh, rồi giảm hoạt động sinh dục, rồi bàn tay bàn chân thì nó to ra, khó động, rồi bị chức năng của cơ thể đè xuống thì bị viêm khớp thoái hóa, rồi mấy cái dây kinh nó cũng bị ảnh hưởng. Đó hết rồi da thì dày lên, thì đó, hệ thống chân thì đại, nói chung là những cái ảnh hưởng xấu, tổn thương nặng. Bây giờ xem xét trong cái vùng u tuyến yên á, xem trên vi thể á, cái gió của kích thích sinh trưởng tôi vừa nói là tế bào gì, tế bào oxit đúng không, tế bào oxit nè, bào tương nó màu hồng hải toan, có nhiều hạt trong bào tương nè đó, thì nó tương đối nó đồng dạng, nó có thể xếp thành dây tế bào, biết quý nhìn ra được cái dây không, nó xếp thành dây nó xếp thành dây tế bào hoặc là dạy gãy ru băng thì cũng là dạng dây, dạng sọt, dạng dài đó, thì nó dây xen giữa thì nó có mấy cái hệ thống mạch máu xen kẽ, không thấy mấy cái tế bào khác nhiều, không thấy tế bào kỵ màu, không thấy tế bào ưa kiệm. Nếu mà mình có điều kiện nhượng quá mô dịch á thì mình định lượng hormone tăng trưởng trong máu bệnh nhân thì có tăng cao lắm, thì mình nhượng quá mô dịch với cái định hướng thì nhượng cái GH, cái cro hormone đó, thì nó sẽ mấy cái tế bào này nó sẽ dương tính, nó có màu nâu thường ở bào tương, ở trong bào tương của cái tế bào những cái hẹp có dương tính. Rồi thì chẩn đoán thì không khó, hình ảnh tế bào thì cũng không khó, nhưng mà vấn đề là phát hiện sớm thì nó đỡ bị ảnh hưởng bệnh nhân hơn. Rồi bây giờ mình qua cái bệnh lý tuyến giáp. Trong bệnh lý tuyến giáp thì nhắc sơ qua mấy cái nhóm bệnh lý bẩm sinh di truyền trước rồi mới vô mấy cái bệnh lý mắc phải. Thì trong bệnh lý bẩm sinh di truyền á thì mình biết tuyến giáp nó có nguồn gốc từ nội phôi bì,
chung với hệ thống tiêu hóa, thành ra mình sẽ không lạ là nếu mà cái tuyến giáp nó không đến được vị trí bình thường của nó ở chân vùng cổ á, thì nó cũng lạc đâu đó theo cái hệ thống ống tiêu hóa hoặc là hệ thống hô hấp đó. Nãy mình nói rồi, chung có nội bì với lại ống tiêu hóa với lại cái cây hô hấp. Thành ra nó ở đâu? Nó ở đầu dưới lưỡi có nè, cái mô giáp mà lúc sinh ra nó không đúng chỗ thì nó dưới lưỡi, ở vùng lưỡi, rồi ở vùng trước thanh quản. Còn vị trí bình thường thì nó ngay vùng cổ ha, những chỗ xương giáp móng, nhưng mà nó có thể lạc xuống dưới vùng dưới xương ức ở gần cái hệ thống hô hấp. Cái này thì cũng không có gây cái tổn thương nghiêm trọng. Nếu mà mô giáp nó hoạt động bình thường thì T1 thì cái T3 T4 cái hormone tuyến giáp nó vẫn sản xuất kiểu như là mô tuyến giáp tại chỗ, nên có thể nó hơi suy hơn một chút thì hệ thống mạch máu để nó không hoàn chỉnh như là cái mô giáp ở vị trí đúng. Nhưng mà thường thường người ta phát hiện nó theo cái kiểu là một cái vùng có một cái mô lạ gì đó, mô giống mô u á, người ta mổ ra rồi cuối cùng xác định mô giáp. Tuy nhiên tôi nhắc quý vị cảnh giác quý vị là sẽ có một cái mô tuyến giáp nhưng mà không tính là mô tuyến giáp lạc chỗ nha, đó là cái mô tuyến giáp ở buồng trứng. Buồng trứng của người nữ á, thì nó có cái tên là stoma ovary. Ovary thì stoma ovary là cái buồng trứng, stoma là cái mô đệm, nhưng mà thiệt ra này nó là mô tuyến giáp ở buồng trứng. Nhưng mà tại sao không tính nó là mô tuyến giáp lạc chỗ? Là tại vì cái nguồn gốc nó khác. Như tôi vừa nói, cái mô tuyến giáp bình thường nó nguồn gốc là nội phổi bì. Nếu nguồn gốc là nội phổi bì thì nó có thể dính với lại ống tiêu hóa hay là đường dây hô hấp, cây hô hấp thì không sao, không có lạc chỗ thôi. Nhưng mà cái nguồn gốc của cái mô tuyến giáp ở là buồng trứng thì nó lại xuất phát từ germ cell, tức là từ tế bào mầm á, germ cell tế bào nó sinh ra nó sinh ra năng loãng, nó sinh ra cái tế bào để thụ tinh, thành ra là hợp tử á. Đó, nó là xương gốc từ germ cell tumor ở tế bào mầm. Thì cái tế bào mầm này á, nó sẽ có những cái gì từ đột biến nó tạo ra u quái. Cái tôi đang nói cái chuyện đó không biết. Nó tạo ra u quái là teratoma, là u quái ở buồng trứng. Thì cái u quái này á, nó xuất phát từ tế bào mầm thì nó cũng bị quá ra ba lá thai giống như một cái bào thai, nhưng mà nó bị quá kiểu hỗn loạn, vô tổ chức hỗn loạn, tức là nó lập xếp lẫn lộn nhau, chỗ thì dự mô tiêu hóa, mô ống tiêu hóa, chỗ thì mô xương, mô sụn, mô chỗ thì mô thần kinh, thì nó dính đủ thứ chồng lộn xộn. Nó mới là cái người, không phải một cái con người mình chỉnh mà nó là cái u. Thì như vậy nó sẽ có trường hợp nó tạo ra mô buồng trứng nữa, nhưng mà từ tế bào mầm, thì như vậy nó gọi là u quái mà một lá thai. Lá thai dữ gì? Lá thai trong, ăn đu đẹp, lá thai trong tạo ra cái tiết giáp. Thành ra nói cho phân định, thành ra nếu mà sau này gì gặp một cái ca nào đó mà có cái u ở buồng trứng mổ ra, thì ta trả lời là stoma ovary, mở ngoặc ra là u quái một lá thai. À, có mô tuyến giáp thì không phải là u quái, không phải là mô trứng nha, không phải là mô tuyến giáp bình thường mà là mô tuyến giáp bệnh lý. Mà như vậy nó có thể chuyển thành ung thư nha. Cái mô tuyến giáp, tôi từng gặp cái mô tuyến giáp ở trong buồng trứng mà nó chuyển thành carcinoma, thì các bạn nhớ trước mình học tới phần ung thư thì nói, nhưng mà nó có thể chuyển thành ung thư. Nhưng mà cái này thì nó cũng có thể thành ung thư mà cũng hiếm gặp hơn ngọn cái kia đó. Tại vì cái tác nhân gây ung thư thì nó là tác nhân chung hết chút. Tôi sẽ nói về phần ung thư tuyến giáp thì nói rõ. Thì cái bây giờ qua cái dị tật bẩm sinh khác, có gọi là tồn tại ống giáp lưỡi. Thì ta nói dạng nang, dạng kén á. Nó như có cái cột, cái kén thường thường á, nó nằm ngay dưới cái vùng dưới lưỡi của mình á. Có cái bọc, cái nang đó, vậy bệnh nhân thường cỡ hồi nhỏ biết đâu, mà còn con nít 5-7 tuổi thì nó cũng chẳng để ý, mà bố mẹ nó nhiều khi cũng không để ý, tại da nó còn mềm mỏng mịn, bắt đầu tới tuổi thâm thiếu niên bắt đầu chú ý tới nhan sắc, thì thường thường hay gặp ở nam nhiều hơn nữ. Đó thì bắt đầu khoảng mười mấy tuổi tới gần 20 tuổi á, từ chồng mấy kè là bắt đầu có cái bọc nơi dưới lưỡi hoặc đỡ gần cổ rồi, cái xong cái
có bầu thì ra bác sĩ ngoại thì không ổn, họ thấy cái bầu tiểu mẫu có vẻ lành tính thì không ổn, lấy nguyên cái bầu gửi dấu bệnh. Thì gửi dấu bệnh thì thấy nó có thuốc nang, thì cái bọc á, bọc nang từ trong nang thì nó có cái chất chất nhầy, chất keo, chất nhầy chất keo ở bên trong. Thì đó, nó lại trở lại cái câu chuyện là nguồn gốc của thầy học đó, thì mô tiết giáp với lại mô mô ống tiêu hóa, cái lưỡi mình nó thuộc mô ống tiêu hóa nha, đường ăn uống á, thành ra là nó còn dính với nhau. Nó bị quá hồi thai học, nó không có tách ra, còn dính nhau cái nó thành cái bọc, nó nằm trên thuốc trên vậy thôi. Thì nó làm đến mổ ra xem trên vi thể á, thì thấy cái bọc này á, nó có kiểu lai lai, tức là lót thì nó lót cái biểu mô trụ giả tầng của lồng chuyển, là biểu mô gì cái gì? Biểu mô hấp, đúng không? Cũng có khi lâu lâu có thể gặp mấy trường hợp đó là biểu mô gai nữa, biểu mô giống như biểu mô cục lưỡi nữa, bình thường biểu mô hấp hoặc có thể biểu mô gai. Bên dưới thì mô đạm sơ hóa có nhiều cái nang tiết giáp nè, nhiều nang tiết giáp thành ra nhìn hơi lạ, tức là cắt cái cấu trúc nang này ra xem trên vi thể thì trong thì là biểu mô hô hấp, tiết là chất nhầy đó, tiết là chất nhầy 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 đặc đây. Trong mô đạm thì mô sợi mô sơ thì cũng hơi bị kích thích bị viêm chút xíu nóng nên vừa vào, nhưng mà quan trọng có mấy cái nang tiết giáp trong lành tính, mấy cái nang cấu trúc giống như mô hấp đó. Thì cái này là bọc cấu giáp lưỡi cũng hay khác khá gặp á, giống như là trong năm một năm thì tôi thấy cũng phải hai ba ca có gặp á. Thường là mấy em thanh thiếu niên, thanh niên có gì chơi chảy lúc mà thanh niên thì nó thấy cái bọc thì nó đi mổ, đi khám thì là mổ thôi nè. Rồi bây giờ mình quán này cũng hay gặp nhiều nè. Bây giờ cái bệnh gọi là bệnh viêm giáp lên phổ bào, tức là giai đoạn đầu của viêm giáp Hashimoto. Hashimoto tại đi chiếu cái chữ, chiếu cái chữ rồi nha, Hashimoto. Thì thường gặp ở phụ nữ, nhưng mà cái tuổi thì thường thường tuổi này trẻ hơn cái viêm giáp Hashimoto, tại vì nó là giai đoạn đầu của Hashimoto. Tôi lấy ví dụ như là viêm giáp Hashimoto đỉnh tuổi nó là tầm 50, từ 50-55 thì cái viêm giáp lên phổ bào nó tầm 40, ba mấy 40 là có thể bị bệnh nhân bị sưng to cái vùng mô tiết giáp. Thiệt ra thì cũng không đau nhức nhiều, nhưng mà cái có thể giai đoạn đầu á, bệnh nhân có bị một số cái thích thì hơi cường giáp một tí, hay là vẫn là bình giáp, rồi về sau á, viêm giáp Hashimoto rồi sau sau nữa thì có thể bị nhược giáp một chút đó. Thì thấy có mấy đầu thì hoạt động mô nang tiết giáp tôi nói rồi, mình nhìn hình đoán được hoạt động sinh lý của nó, thấy có keo giáp mà nó bị hấp thu, nó có khoảng trống vậy là nó có hoạt động á, nó có hoạt động hấp thu để tổng hợp T3 T4. Thì đây là keo giáp nè, đây mấy cái nang tiết giáp thì có điều bất thường của nó là nó ngấm lên phổ bào nhiều quá, trong màu này. Tại sao tiết giáp bị viêm, nữ bị nhiều hơn nam, mà tại sao tiết giáp bị viêm ngấm vào thì nó quỳ cái cơ chế, người ta nghiên cứu ta quỳ cái cơ chế là cơ chế tự miễn, tức là hơi kẹt cái là cái về cái cơ địa di truyền, một số điều kiện nó làm cho cái tế bào nang tiết giáp trở thành ra là kháng nguyên đối với cơ thể của cái người đó luôn, thì người đó mới sinh ra cái kháng thể đến rồi mới tấn công vô cái tế bào nang tiết giáp, nó tạo ra một cái phản ứng tự miễn dịch, nó gây một cái phản ứng viêm làm bị động nhiều cái lên phổ bào tới đây, có thể là hỗn hợp cả lên phổ bào B, lên phổ bào T nữa, rồi nó tấn công cái mô tiết giáp thì thường thường lên phổ bào T đó, thì nó gây một cái tình trạng viêm giáp rồi sơ hóa. Thì mọi chuyện không dừng nữa đó, sau cái giai đoạn viêm giáp có tính cũng mới đầu thì cũng viêm giáp lan tỏa thôi, nhưng mà tiết giáp còn mềm, có thể lúc đầu thì phản ứng một chút thì mô tiết giáp có thể hơi cường giáp xíu, xong lại trở về bình giáp, nhưng mà kích thích lâu ngày thì có thể bị nhược giáp. Thì mô tiết giáp nó không đáp ứng, làm gì thấy nó dẹp hết, không nói nó dẹp hết thì nó hoạt động sản xuất tế bào T4 nó giảm đi hẳn thì bệnh nhân bị nhược giáp. Cái tình trạng viêm nó bị thay thế bằng mô sơ, mô sơ mô sợi, cái tiết giáp nó cứng hơn, nó chưa thành ra. Tôi làm chuyện ngày là cái là bé này tiết giáp, cho đi coi cái hình tôi lấy này tiết giáp, thì tôi cứ chuyện thực tế tôi làm lại này, nhìn ra không? Tôi quay lưng để đâu biết tôi này đó. Thì có cái ưu điểm, có cái bên làm trong lòng á là khi mà cái tiết giáp của này, người phụ nữ này nè, cái tiết giáp nó to ra gây cái lo ngại đi khám nội tiết, thì là siêu âm với khám siêu âm thì thấy có một cái cục
ở trong tuyến giáp. Thiệt ra có khi nó là cái cột sơ như tôi vừa nói nãy thôi, do tình trạng tuyến giáp đó. Có cái cục sờ này. Đó là cái cục sờ giống gì thôi. Họ tưởng đâu có gù, mà cái họ sợ nhất không phải cái này, họ sợ ung thư. Rồi mới giáp trong cái đó, trong cái họ đi khám thì tôi có chỉ định làm cái ép này tuyến giáp, tức là tôi đưa cái kim vô, tôi hút cái tế bào ra từ cái vùng tổn thương đó, rồi tôi xác định xem nó là bệnh lý gì của tuyến giáp. Họ thường thường ví dụ những cái giống như phình giáp, hoặc là viêm giáp Hashimoto, hoặc là ung thư tuyến giáp dạng nhú, hoặc là những cái loại ung thư khác. Cái ưu điểm là tôi được hướng dẫn từ siêu âm, đây cô bác sĩ đồng nghiệp siêu âm rất là vui vẻ, để cái đầu dò lên cái cột u trên tuyến giáp, rồi tôi nhìn thấy hình ảnh cái khối u trong giáp, thì tôi được tay này chiếu hơi mờ. Nếu mà chụp kỹ coi kỹ thì thấy có cái kim nữa, có cái kim mà từ cái ống chích và cái hệ thống giữ kim, cái ống chích này của tôi là cái kim đi xuống tới cái vùng hồ cái tuyến giáp, cái thuốc hút cái tế bào ra, xong rồi tôi chảy lên tiêu bản để tôi xem, để xem tính chất tế bào lành tính hay ác tính vân vân, để các em này phụ tôi chuyển độ sắc trùng da, chuyển độ giảm cái kẹo rồi đó. Đó thì ý tôi muốn nói là gì, viêm giáp Hashimoto thì ở cái lứa tuổi phụ nữ trung niên, phụ nữ trung niên lớn tuổi hơn, ở tuổi trung niên đó, cái từ đầu dò nè, có cái kim đưa vô thuốc tế bào nè, nó phụ nó cuộn sắc trùng da, nó phụ dán cầm máu vân vân. Thì cái đó là cái câu chuyện thực tế là viêm giáp Hashimoto, còn câu chuyện lý thuyết mình đây. Đấy. Thì nó là những cái cục sơ như vậy đó, thành ra dễ bị lộn lắm. Tôi hút cái tế bào lên xem thì có thể cái tế bào này tuyến giáp á, thì nó biến đổi dạng phòng bào. Dạng phòng bào á, thì gọi là tế bào hợp lơ, tế bào hợp lơ cell là còn gọi là phòng bào á. Thì cái tế bào năng tuyến giáp á, nó biến đổi phòng bào thì sao? Nhân nó to ra, màu nó sáng, nó nhạt hơn cái nhân bình thường. Trong bò tương á, thì ái toàn với lại có ái toàn với lại nó có hạt, có những cái hạt không chấm ở trong, nó nhân to ra, nhân sáng. Tôi vừa mới tả xong cái tế bào năng tuyến giáp mà biến đổi dạng phòng bào, không có sai á. Nhưng mà cái người tìm ra mà tả và nhấn mạnh rất quan trọng của nó đó, ông cô sai và phòng vào là cái ông hợp với người gọi hợp là sale đó. Thì cái hình này thì chưa rõ đâu, nhưng mà có là cái tế bào năng tuyến giáp chỗ này nó to hơn bình thường so với cái người này, nó bị dịu léo nó to hơn cái sáng hơn. Nhưng mà trên cái tiêu bản là viêm giáp Hashimoto cái gì sẽ coi từ sao đó, thì rõ ràng hơn. Với lại mấy cái hình nãy tôi chụp từ tiêu bản đó, tôi có chép cái lớp như vậy về coi trước, thì tại vì học xong rồi thay luôn đó, thì tập luôn đi. Tôi hay khoái, tôi hay hỏi vì tìm tôi cái con hợp lực xem con vào thì con nào nhớ cái gì tôi tả là để áp dụng để tìm ra nó. Thì ngay như tôi hút tế bào ra, tôi cũng có thể nhìn thấy nó khá rõ ràng với những biểu hiện đó, nhìn to tế bào kích thước lớn, bào tường ấy toàn có hạt. Nó là do cái hiện tượng viêm, do cái tác động viêm làm cho tế bào nang giáp nó bị thoái hóa đi. Ngoài ra trong mô đệm thì thấy có nhiều cái nang lông khô rồi trung tâm sạc này, với lại cái việc phù bào, tức là cái tình này nó nặng hơn so với lại cái giai đoạn đầu là viêm giáp phù bào, với lại nó tạo nhiều mô sợi xung quanh hơn. Thì nói chung viêm giáp Hashimoto cũng khá thường gặp, lứa tuổi thường gặp ở nữ nhiều hơn nam, liên quan đến bệnh lý tự miễn, như là thử trong máu bệnh nhân có thể xuất hiện những cái tự kháng thể, hoặc là những cái tự kháng thể mà nó tấn công vô tế bào năng tuyến giáp. Và cái có một câu chuyện mà viêm giáp Hashimoto phải cảnh giác đó, là người ta tìm thấy có cái mối liên hệ mà tôi thấy đúng cũng ở trong cái ca tôi gặp 2015 á, là ban đầu hoặc cùng lúc vừa có viêm giáp Hashimoto mà vừa có luôn carcinoma tuyến giáp nữa.
carcinoma tuyến giáp dạng nhú. Tại cái nhân với tuyến giáp ung thư nó cũng có những biến đổi tương tự. Carcinoma tuyến giáp dạng nhú. Đó, thành ra là người ta mới quy cho là có thể cái này là giai đoạn đầu do cái nhân tế bào bị thoái hóa rồi tự tự nó chuyển đổi qua thành ác tính, thành ung thư. Hoặc là nó có thể là hai cái điều kiện nó đi song song với nhau, và thường một số trường hợp thì nó chỉ thấy viêm giáp trung tâm, một số trường hợp khác thì nó sẽ có cái ung thư. Về sau tỷ lệ khoảng nhiêu, tỷ lệ khoảng dưới 30%, khoảng 10-20% là mấy cái trường hợp mà lúc đầu chỉ nói như là về sau lại thấy có phát hiện ra ung thư giáp, cả xương giáp hiện nhú. Đó những điều quan trọng tôi đã nói nhấn mạnh cho quý vị thấy. Rồi bây giờ cái bệnh này còn thường gặp hơn cái bệnh đó nữa là bệnh bệnh này có nhiều tên lắm, bệnh phình giáp lẻ tẻ, hoặc là bệnh phình giáp cục có tính thành dịch hoặc là lẻ tẻ địa phương, thường gặp nhất ở những cái vùng mà về vùng mà lưu hành cái bệnh này là những cái vùng mà bị thiếu gì đó, cụ thể như là vùng cao, vùng sâu, vùng cao nguyên, vùng núi cao, vùng ở sâu trong bản địa. Chứ ở Việt Nam mình có cái may mắn là gần biển Đông, bây giờ cũng đang có người đang gần biển Đông, nhưng mà còn những cái nước mà nó ở sâu trong lục địa, ví dụ như Rumani hay hạn đó, nó không có tiếp xúc với vùng biển nào được, hoặc là vùng biển rất là ít, rất nhỏ, thì thường dân số có nguy cơ bị thiếu vi chất trong thức ăn. Thì sau này ta biết rồi, tổ chức y tế cũng hoàn thiện cái chuyện mà tạo cái sự lưu thông về những cái chất cần thiết cho cơ thể, thì ta cũng cung cấp vi chất đầy đủ, hoặc là những cái chất hải sản, chất ở vùng biển như đồ ăn vùng biển, nhưng mà nói chung là cũng thiếu. Do không thiếu thì do cái thiếu vi chất thường diễn như vậy thì hoặc là từ thế này qua thế này khác, do cái chế độ ăn nãy tôi vừa nói, nãy ăn nhiều gì bắp cải nhiều quá, những cái vùng sâu vùng xa có thể ta chỉ trồng một số loại thực vật nào nó đáp ứng với cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, thôi thành ra nó lại đẻ ra chữ ăn cái đó hoài. Đấy, ăn bắp cải, ăn một số rau củ gì mà nó cũng hơi khó khăn, thì rau củ nó cũng thiếu gió luôn, vùng đất nó không có gió, thì thành ra nó là cái dòng lẫn quẩn, thành ra cái tiếng giáp nó bị tăng sản tăng nó một đầu tiên ban đầu thì nó còn đáp ứng, nó tăng tổng hợp T3, T4 nó bị kích thích, nó phản ứng to ra, nó tăng sản, nhưng mà đến một thời gian nào đó thì nó lại suy hóa đi, thoái hóa đi, rồi nó ứ động kèo giáp, rồi nó không có tổng hợp. T3, T4 nó bệnh nhân bị dược giáp, nó bị từ bình giáp xuống thành dược giáp, rồi cái tuyến giáp nó đáp ứng tăng sản nhiều quá, nó thành những cái tổn thương sơ cục, hay là còn có tên là bệnh phình giáp sơ cục, hay là mấy cái siêu âm trả lời là u giáp đa nhân, thì cũng có thể liên quan cái này nhiều. Phình giáp, vú giáp đa nhân, bệnh sơ cục, phình giáp lẻ tẻ, điều tên nó còn từ dân gian á, cứ thấy mấy bệnh nhân này, mấy cái chỗ đó thì bệnh nhân bị bú cổ, thực ra không phải là cái cổ có bú mà thực ra là tuyến giáp nó có cục, có nang, nó sẽ có những cái nang bọc, có những cái nang bọc trong này, hoặc là những cái cục sơ, rồi những cái nhân tuyến giáp tăng sinh, những cái tế bào nhỏ nang giáp nó tăng sinh nhiều lên, nó đáp ứng lại, thì nói chung cái giáp bị biến dạng rất là nhiều. Cái thước nó lớn lên tại sao phải mổ, tại sao phẫu thuật, thường phẫu thuật là tại vì nó to quá, nó chèn ép vô, thứ nhất là về mặt thẩm mỹ, nhất là có thể bà này thì cũng hơi lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng có từng gặp mấy cô tầm chừng hai mấy 30 bắt đầu bị phình giáp rồi đó, do những cái yếu tố từ vừa kể, vấn đề ăn uống rồi địa dư thổ nhưỡng gì đó, thì thành ra ăn thiếu giọt nữa, thành ra trẻ cũng bị, thì có khi họ mổ vì thẩm mỹ, nếu mà nó to quá xấu nhìn ảnh hưởng cái cổ, nhưng mà nó cũng nặng, nó đè vô, nó ảnh hưởng về ăn uống, nó ảnh hưởng về hô hấp, về đường thở, thì cái đó chắc chắn nó mổ rồi đó. Nhưng mà nói chung thì trên mô học thì thấy mô tuyến giáp lành tính, thì có những cái biến đổi hoặc là nó tăng sinh những cái tuyến nhỏ, hoặc là nó giãn rộng với đè kẹo giáp v.v. Rồi bây giờ mình qua cái nhóm bệnh lý cường giáp, tức là cái này là có tăng tổng hợp T3 T4 nha, là bệnh Basedo. Tại sao bị Basedo? Nhưng mà tôi để ý đa số bệnh lý tuyến giáp gì đấy thường thường là bệnh nhân nữ bị nhiều hơn nam. Cô này còn bị trẻ, cường giáp hay bị trẻ hơn cái lứa mà bị phình giáp với lại viêm giáp Hashimoto nữa. Người ta vẫn quy cho cái trong giáo trình, người ta vẫn quy cho cái cường giáp này nó cũng liên quan một số liên quan đến yếu tố từ miễn, yếu tố miễn dịch, rồi nó có tác động của
tiếng từ tiếng yên chẳng hạn vậy, thì nó tăng tăng cái tê sắc thì nó cũng làm cho bệnh nhân bị cường giáp. Cái cường giáp á, cái tiếng giáp nó to ra nhưng mà nó to đều nha, nó to rất, nó lớn, nó to đều, với lại thường nó cũng không có bị sơ quá đó quý vị. Thì gì làm sao nó mệt đó quý vị, khám bệnh nhân nếu mà có kiến thức nền nhiều quý vị khám cái thức chẩn thì khám gì có thể định hướng là bị gì luôn á, nếu mà chuyên khoa cái đấy nhiều bác sĩ quan tiếp mà chỉ khám nhìn hỏi bệnh nhân họ có thể nghĩ là cái bệnh giáp bệnh tiếng giáp đó là gì đúng luôn, là nó mệt, nó to nhưng mà to đều, to đều hai thụy luôn, với nó mệt mật độ trong nó thì chủ yếu cũng chỉ là những cái tế bào tuyến nó tăng sản thôi đó. Thì hậu quả là gì, hậu quả nhiều lắm bệnh nhân, quý vị về coi tác động của tế bào T4 á, như là bệnh nhân bị tăng nhịp tim, bệnh nhân bị tăng thân nhiệt, rồi lúc nào cũng sốt nóng, rồi đổ mồ hôi, rồi lo lắng hồi hộp, để tăng nhịp tim mà lo lắng hồi hộp, rồi cái nó ảnh hưởng tới nhiều tích tụ mỡ ở phía sau nhãn cầu nữa, sẽ làm đẩy cái mắt bệnh nhân thậm chí ngủ nhắm mắt không khép lại hoàn toàn, mắt nó cứ hơi lòi lòi ra không nhắm được, mắt lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới giác mạc, tới kết mạc, giác mạc gây khô giác mạc, khô kết mạc, rồi thì tay chân thì run rẩy, nó tăng thân nhiệt, nó tăng hoạt động chuyển hóa, thì bệnh nhân bốn nó là tăng cái hoạt động dị hóa trong cơ thể, thành ra nó là tay chân luôn 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 vậy. Rồi người thì lúc nào lo lắng sợ mệt mỏi, nói chuyện tiếp xúc với bạn bị kích thích lắm, mình nói về cẩn thận nói cái gì sợ bị kích thích gì lắm đó. Thì xem trên cái mô tuyến giáp á, trên vi thể thì thấy cái mô tuyến giáp nó tăng sinh dữ lắm, nó tăng sinh, nó tạo nhũ. Quý vị có thấy hình ảnh vỏ sò, vỏ ốc đây không? Đó cái lại ghi ý hình ảnh mà nó có cái khoảng trắng sáng mà giữa cái keo giáp với lại tế bào nạng tuyến giáp, với quý vị có cặp mắt siêu đỏ quý vị thấy có khoảng sáng sáng không? Đó nãy tôi dạy á, chẳng phải đáp lời chứng tỏ gì, nó rõ là cái tế bào nạng tuyến giáp nó đang hoạt động dữ, nó đang hoạt động mạnh thì nó mới có cái hình ảnh này. Nó tăng thu, nó tạo thu keo giáp, nó tạo ra tế bào và tế bào rất là nhiều, nhân hình thái mà suy ra được cái chức năng. Rồi bây giờ mình qua cái nhóm bệnh ung thư rất rất thường gặp ở tuyến giáp là carcinom. Tuyến giáp này giống như thế này, còn 15 phút nữa. Kịp. Carcinom tuyến giáp dạng nhú thì cũng là nữ bị nhiều hơn nam nữa, tôi không biết tại sao, nhưng là nữ bị nhiều hơn nam. Vì cái tuổi mà mắc bệnh đó thì điều tra lại trẻ nha, tức là có gặp những trường hợp thực tế ở Việt Nam những cái cô thanh nữ chừng hai mấy tuổi rồi có thể bị ung thư tuyến giáp rồi, cho nên nhưng mà nó phải trải dài tới tuổi trung niên luôn, khoảng 50 cũng có thể gặp, nhưng mà đến tuổi khoảng 20-30. Tại sao bị ung thư tuyến giáp? Không phải ung thư nào cũng giải thích được, nhưng giờ ung thư tuyến giáp thì ta có nhiều bằng chứng rõ ràng đó. Thứ nhất là người ta quan sát có tính dịch tễ trong cộng đồng đó, thì người ta thấy là sau cái vụ nổ lò phóng xạ điện tử chết mưa ở ngày xưa gọi là ở Liên Xô, xong rồi cái phát bụi phóng xạ nó bay theo mấy cái đám mây đi trên bầu trời, bay qua tới châu Âu, rồi nó tạo cái vấn đề về khí hậu và không khí biển gì đó, thì nó dừng lại ở giữa ranh giới những cái nước tiếp giáp với đại tây dương như Pháp, Mỹ, chỗ đi học ấy. Xong cái nó lại rớt xuống, thì nó bay mà mũi phóng xạ nó lại rớt, nó lại tích tụ, nó bay từ bên chính là buồn lên phía Nga bay nữa, rớt xuống cái hậu quả là nước Pháp, nước Mỹ, mấy cái nước mà những cái đám mây phóng xạ rớt xuống, bệnh nhân bị ung thư tiếp giáp quá trời luôn, nhiều lắm, BTC, papillary thyroid carcinoma nhiều lắm, cái tỷ lệ gặp nhiều tới đọc tiêu bản từng ở bên Mỹ mà tôi thấy cũng vài ca bị á, papillary thyroid các bệnh nhân bị ung thư carcinoma là biểu thư là biểu mô carcinoma BTC là bị carcinoma tuyến giáp dạng nhú, giờ nó dạng nhú. Vì là gì? Vì bằng chứng rất là rõ ràng là do tiếp xúc với phóng xạ. Phóng xạ do hệ thống mấy cái nhà máy phóng xạ hạt nhân đó, rồi rỉ phóng xạ bên Nhật cũng có thể sẽ ảnh hưởng nhiều rồi. Sau cái vụ ném bom nguyên tử,
kiến đó, Hiroshima, Nagasaki đó, thì những cái nạn nhân, những cái người mà không có chết liền do cái bom nguyên tử đó, thì tới đời đọt họ mà đời con cháu họ bị ung thư tuyến giáp nhiều lắm, tuyến giáp nhiều lắm. Rồi đó thì họ thấy liên quan bệnh nghề nghiệp mấy người mà tham sau này nhiều cứ làm bệnh ngành chẳng đó người tẩm rồi tham gia về chụp X quang rồi đó, có tiếp xúc với tiêu xạ hay làm bệnh ngành xạ trị dùng tia xạ để điều trị mấy bệnh nhân bị bệnh khác, thì bản thân bệnh nhân đang bị một cái ung thư khác mà bị xạ trị vô cũng có khi thêm cái ung thư mới được khuyến mãi thêm ung thư mới được cả xương hợp giáp dạng nhúng đó. Thành ra nhìn sao ta đang cải tiến dần dần làm sao cho giảm cái sự độc hại của tiêu phóng xạ, những cái vấn đề bảo vệ cho người lao động, bảo vệ cho người trực tiếp tiếp xúc vân tôi vô cái môi trường. Nếu bệnh viện ung thư ở Bỉ tôi bắt buộc phải mang một cái cục, là cái cục kiểm tra ở trên người ở vị trí nhạy cảm như là gần trên cổ gần nè, xong cái mỗi tháng tôi phải gửi cái cục đó lại cho cái đơn vị kiểm tra cái độ phơi nhiễm phóng xạ, đánh giá tôi còn trong cái mức an toàn không, hay là tôi bắt đầu vào cái mức báo động thì tôi phải được đi qua chỗ khác chứ không được ở chỗ đó. Tại chỗ đó thì tôi bị ung thư tôi sẽ kiệm tại tôi bị tiếp xúc với lượng phóng xạ. Thì nói tóm lại là nguyên nhân chắc chắn là do tiêu phóng xạ gây đột biến tế bào tuyến giáp, gây thoái hóa tế bào tuyến giáp. Nguyên nhân thứ hai có vẻ không chắc chắn hơn nhưng mà ta ghi nhận có, hồi nãy tôi nói ở cái vùng xa biển thì thiếu iốt thì bị gì quý vị, bị bệnh hình giáp, bệnh hình giáp lẻ lẻ. Còn bây giờ mấy người mà ở sát biển nha, mấy người ở gần biển, ở cạnh bờ biển, ngày sáng ăn tôm, chiều ăn cua, tối ăn mực, ăn chim bò nóc, sọc biết, ăn coi như là ăn biết mài, ăn bên mông gì, gò ghẹ gì đó, xong rồi bị gì quý vị, bị ung thư tuyến giáp hàng nhú. Thì người ta không giải thích rõ ràng cơ chế nhưng mà có thể bây giờ nó tăng cái đó, bây giờ iốt đó là dư quá, bên người thì thiếu việc mà thiếu một cõi thì luôn, còn bên thì quá dư vì nhiều quá iốt quá, thì trong iốt đó có thể có iốt phóng xạ, nó giống như mấy người ngư dân ở bên Nhật sinh đánh bắt mấy cái con cá con tôm con mực mà nó gần cái biển, mà cái biển đó là ở gần cái lò phóng xạ bị rò rỉ đó, thì mấy con hải sản đó nó cũng bị nhiễm phóng xạ luôn nha, ăn mấy con nó vô cũng bị dính phóng xạ luôn đó, có thể cơ chế nó liên quan gì. Thì là đi cả đốm nhá nhú bây giờ bị sao tin vui là nó cũng chẳng có đau đớn gì, nó có một cục ở tuyến giáp thành ra ta sợ thì ung thư đâu biết trước được, có cái cục ở trong tuyến giáp rồi nhỏ nhỏ rồi từ từ nó lớn lên, đó, lớn lên thì nó xâm nhập mỗi cắt ra thì thấy nó xâm nhập lên chung quanh, rồi nó có những cái hạt giống như là hạt sạn, hạt sỏi, hạt cát ở bên trong khối u thì nó tương ứng trên di thể mình thấy nó là thể xâm hoa, mà nó do cái tế bào ung thư với cái mạch máu ở cạnh tế bào ung thư cái nó bị thoái hóa, cái nó bị canxi hóa, dinh dưỡng bị canxi hóa nó thành ra cái cục vôi ra trên thể thấy vậy. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị cái này hay lắm nè, là nhân của tế bào tuyến giáp bị ung thư á, nó có cái thể vùi giả vùi lõm vô là tại sao, hoặc là nó có khe có rãnh giống như hạt cà phê gọi là coffee bean. Coffee bean tức là hạt cà phê á, cà phê Trung Nguyên rồi đó, coffee bean. Cái nhân của tế bào ung thư tuyến giáp á, nó có cái khe rãnh nè, biết cái tế bào ung thư thì nó bị lõm vô. Bây giờ á tôi giảng cái hình 3D hay lắm nè, giờ nếu quý vị cắt ngang cái này cắt cao lên chút nha, nếu mà cái cặp mắt nghiên cứu quý vị ở đây đó, có mấy cái lòng nghèo đây thì nhìn từ trên nhìn xuống thì quý vị có phải quý vị thấy là cái nhân của tế bào ung thư nó có cái lõm vô vậy không, đó nó có cái lõm vô vậy, nhìn từ trên nhìn xuống đó, nó lõm vô từ cái hình này suy ra được, hình này quý vị suy ra được 3D nha, nguyên cái tế bào có cấu trúc cầu vàng, bây giờ nó cái nhân nó bị lõm vô do nó bị thoái hóa, do đó do tiêu phóng xạ do đột biến gen bị thoái hóa nó lõm vô, nó lõm vô thì quý vị thấy nó có khe có rãnh nè, để giúp tôi có chép cái file gì có cái bài gì cụ thể vậy đó, nó có khe rãnh đây. Bây giờ cái khe rãnh này mà nếu mà quý vị cắt ngang ra, cắt ngang chỗ này nè, quý vị nhìn từ trên xuống phải nó lõm vô vậy đó, tôi vừa mới chứng minh như bây giờ cái hình ảnh bệnh lý tại sao nó là cái hình ảnh đó. Cái con cái lợi nữa là tại vì nhân tức là tuyến giáp bị thoái hóa lõm vô, thật ra nó là cái điều chỉnh chẩn đoán thường cho tế bào học. Tôi thấy mấy cái hình ảnh này là tôi phải nghi ngờ cả xương tuyến giáp bị nhú rồi,
nó tạo nhú đúng không vậy? Sản tạo nhú, cái tiêu bản mình xem là một trường hợp cái bệnh nhân này nữ cũng nữ bị cả xương tuyến giáp nhận nhú, bệnh nhân thống dính là cái tiêu bản mình sẽ coi được sao. Rồi bây giờ mình qua nhóm cuối là bệnh lý của tuyến thượng thận. Đây là một cái bệnh nhân bệnh viện thống nhất luôn cũng bị một cái u ở tuyến thượng thận, nó gồm tuyến thượng thận kèm theo cao huyết áp. Nhưng mà cao huyết áp cũng có thể là u ở vỏ, cũng có thể u ở tủy. Đó thì cái trường hợp này thì cái tổn thương vừa vỏ vừa tủy luôn. Thì cao huyết áp bệnh nhân cũng không lớn tuổi lắm. Và thời điểm chẩn đoán thì bệnh nhân cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Còn trên đại thải cái u của vỏ tuyến thượng thận thì nó do cái đặc thù là nó có thể tích tụ những cái chất lipid, chất để tạo ra cái những cái hormone steroid tích tụ lipid này, nên nó có màu vàng ống, nó có màu vàng sáng. Rồi mặt cắt thì đồng nhất, không có hoại tử. Thì thường thường cái này có bộ nó có thể sản xuất ra những cái chất tiết như là nãy tôi nói cái vùng cung á, vùng bó cái vùng cung hay còn dịch là vùng cầu thì nó sản xuất ra androstenedione, nó làm bệnh nhân hay cao huyết áp với tăng tích tụ cái natri sử dụng trên vi thể á, mình thấy tế bào khối u á, nó có xu hướng tạo lại cấu trúc vỏ thượng thận nhưng mà nó không có chính xác. Cái gì nhìn thì tôi hỏi gì vùng nào cái gì đâu có xác định được đâu luôn, không biết nó là vùng bó hay là vùng vùng cung hay là vùng lưới. Nhưng mà nó vẫn có cái hình ảnh gợi ý á, này gần gần giống như là vùng vùng cung, rồi nó hơi dài dài giống như vùng bó, rồi có vài chỗ nó giống mạng lưới nữa đó. Nhưng mà nó sắp xếp hỗn loạn với nhân nó thì cũng không có dị dạng, không có tăng cái tỷ lệ nhân cái vật chất hồi tương nó thì sáng đó, đó là những cái biết. Còn cái này thì là cái u tế bào mà có sắc tố phaeopromocytom thì ở trong tủy thượng thận nè, khối u đó thì khối u nó màu vàng nâu, mặt cắt thì nó cũng tương đối không đồng nhất, có dùng hoại tử xuất huyết, nó gây cái triệu chứng là bệnh nhân bị cao huyết áp ác tính, huyết áp mà trên 200 mm thì gần mà trên huyết áp tâm thu á, trên 200 thì huyết áp tâm triệu chứng trên 100. Rồi cao huyết áp ác tính thì do cái khối u này nó tiết nhiều epinephrine với norepinephrine quá thì nó làm cao huyết áp co mạch, tăng nhịp tim, cao huyết áp. Trên vi thể thì thấy nó xếp dạng dạng từng đám, dạng có cấu trúc là phong cây nôi, tức là nó xếp từng tổ chức, từng cơ quan, từng nhóm, từng đám. Thì những cái tế bào nó thì bào tương của nó thì vừa lượng sắc, vừa ái kiềm, vừa ái toan, nhưng có hạn. Thì cái nội tiết tố thì thường thường thấy cũng tăng nhiều. Bây giờ tôi giới thiệu thêm một ca của bệnh viện 115 này tôi mới gặp này. Cái ca này cũng đang báo cáo là cái ca carcinoma ung thư của vỏ tuyến thượng thận. Thì cái bà này tuổi trung niên khoảng 60 tuổi, có khối u ở trong vùng bụng và chèn ép gây đau bụng, ảnh hưởng tới đường tiểu, thì cái thận của bà bị đè xuống đó, đây cái gan của bà, đây cái cột sống, khối u này nhìn thì nó vẻ đặc nhưng mà thấy nó xâm nhập ra xung quanh rồi đó. Ở cái đó lát cắt dọc này, lát cắt ngang này, chụp gì vậy, chụp CT nha, chụp CT. Vậy tôi sẽ đưa mấy hình này vô tôi đố trong cái đưa thêm mấy hình trong cái thi được đọc á, nếu mà mấy em đọc thì hình nó có u nằm đây, mật độ thì thấy có vẻ đặc đồng nhất nhưng mà nó xâm nhập ra xung quanh rồi đó. Đấy, tôi trực tiếp tôi đứng cắt lọc đây, khối u đây, cái thận của bệnh nhân đây. Tại vì thiệt ra lúc phẫu thuật viên cắt họ cũng không biết này u thận này, tôi nói rồi á, cái nguồn gốc nó giống nhau, thận với lại vỏ đường thận giống nhau ra, họ cũng không biết chắc nữa, họ không biết cái này của thận hay là không phải của thận, này có gì căn chưa, tại họ cũng nghi ngờ ung thư, họ cắt luôn cái thận luôn, cắt luôn cái thận bên dưới, thận bên trái bệnh nhân với lại cái khối u đây, nó mặc độ chắc nhưng mà nó cũng không đồng nhất lắm, có một số cái vùng hoại tử. Tôi biết vùng hoại tử là tại vì tôi coi trên thi thể để có vùng hoại tử đi, nó nhiều phân bào, tế bào cũng xếp thành dây, thành đám, dây đám kiểu của tế bào nội tiết. Quan trọng là cái gì? Là hồi nãy tôi có nói là vỏ thượng thận có nguồn gốc gì? Có nguồn gốc trung môn, có nguồn gốc từ trung phôi bì nó thay giữa, thành ra nó dương tính với viêm măng tiền, nó dương tính với viêm măng tiền rất nhiều trong
bào thường là tế bào u. Nó nặng nguy hiểm là tại vì nó vô mạch máu và nó sẽ di căn sang, nó sẽ di căn ra chỗ khác, di căn gan, di căn não, di căn phổi bệnh nhân. Thì này tôi có bằng chứng là đám tế bào ung thư nó chui vô trong cái mạch máu, nó chui vô trong một cái mạch máu thì nó sẽ di căn, sẽ di căn đi xa, thì cái này tiên lượng xong tương đối xấu, mình sẽ phải phát trị bệnh nhân. Rồi bài tới đây hết, giờ mình làm tiếp cái phần giải phẫu bệnh trắc nghiệm nữa là xong quý vị. Cái file tôi chép cái gì thì nó không có đầy đủ như cái file tôi vừa trình bày, thì để tôi tính toán với hiện gửi qua mail cho quý vị là tại vì nó có một số cái dữ kiện của bệnh viện đó, có thể là tôi không có đăng kiểm ra được. Cái bây giờ mình làm tiếp cái phần sau của những cái câu hỏi mà thi ôn thi, câu hỏi ôn thi giải phẫu bệnh. Bây giờ u tuyến yên nè, thường kết hợp tăng tiếng quá mức hậu môn tuyến yên, đúng không quý vị? Đúng, hồi nãy mình coi cái bảng tổng kết thì 8-9 cái u, ví dụ 8 cái u thì 7 u có tiếng cho nội tiếng rồi. Thường xảy ra trẻ em, không, u tuyến yên thường xảy ra người lớn thôi. Không kết hợp với u nội tiết ra ổ thì xin thưa là có những cái trường hợp nó u nhiều chỗ, vừa u tuyến yên, vừa u ở tuyến giáp, vừa u tuyến thượng thận luôn. Nó gọi là men 1, men 2, men tức là men không phải là nam đâu nha quý vị. Men là viết tắt của chữ multiple endocrine neoplasia, tức là u tuyến nội tiết mà nhiều ổ. Thường thường nó là men 1. Đấy, cái nó có tính di chuyển. Bây giờ là có kết hợp với loại tiết đa ổ. Loại phổ biến nhất là loại tiết GH đúng không? Không phải là tiết loại prolactin là nhiều hay gặp nhất. Thì trên vi thể tế bào có bào tương, ưa ba có hạt. Cũng không chắc có thể nó bào tương ưa axit như là u GHU mà tiết ra hormone một tăng trưởng thì bào tương ưa axit. Vậy cái gì chọn nào? A. Rồi, câu 2 viêm giáp Hashimoto xảy ra trên phụ nữ trên 40 tuổi đúng không? Đúng. Lúc đầu bệnh nhân thường bị cường giáp nhẹ. Không, tức là bệnh nhân cái viêm giáp lên phô bào thì còn có thể, chứ qua giai đoạn viêm giáp Hashimoto là từ bệnh giáp tới nhược giáp. Lúc đó mô tuyến giáp bị phá hủy rồi, không sợ không mà làm gì cường giáp nổi, nó lấy đầu ra tổng hợp T3, T4. Tuyến giáp to, mặt cắt màu vàng nhạt. Sai, tiếng giáp mặt cắt nó lỏng nhõm, nó có bụng sơ cục. Vậy quý vị chọn gì? Chọn A, phụ nữ trên 40 tuổi. Phình giáp bình thường, còn cái tiếng giáp to mặt cắt nó ngồi nhạt thì nó có thể là cái cường giáp basino, hoặc là cái viêm giáp mà là viêm giáp nem phô bào giai đoạn đầu cũng thể. Rồi, phình giáp đơn thuần. Phình giáp đơn thuần có thể thành dịch ở nơi thiếu iốt trong sản phẩm. Đúng. Trên đại thể tuyến giáp to có nhiều cục kết nối không đều. Đúng. Trên di thể tế bào nang tuyến giáp tăng sinh tạo nhú vào trong lòng nang. Sai, trong phình giáp đơn thuần thì tế bào mấy cái nang tuyến giáp nó giãn động với đề keo giáp. Vậy là A và B đúng. Vì chọn gì? Chọn D. Bệnh carcinom tuyến giáp nhú là tăng sản lành tính tuyến giáp. Sai, là ung thư tuyến giáp là ác tính. Liên quan sự phơi nhiễm tiêu phóng xạ. Đúng, nãy giờ tôi cứ kể cho quý vị nghe những chuyện trường hợp thực tế lịch sử để phòng đó. Sắp tới mình có xây nhà máy điện phóng xạ, thành ra mọi người dân phải chú ý chuyện này. Rồi, C, nhân tế bào u sáng có khía chồng sẽ chồng chất lên nhau. Có khía tức là có khe tức là có phi viên đó. Đúng, nhân tế bào thường sáng có khía sẽ chồng chất lên nhau. Nãy tôi quên tả trên chi tiết nữa, nó bị thoái hóa cái nó chết thành đống. Nó chết thành đống là giống bắt các cát như rổ trứng. Rồi, còn như vậy là chọn B và C đúng, như vậy mới chọn E. Rồi, u sắc vào thủy thượng thận, tiết nhiều corticosteroid gây cao huyết áp, đúng không? Không phải, u sắc vào nó xuất phát từ thủy thượng thận là tiết nhiều catecholamine, tức là epinephrine với norepinephrine.
Dạ sai. Câu u thường có ở một bên tuyến thượng thận. Bây giờ nó có cái lực gì nãy tôi giảm quên. Bây giờ nó có cái lực là cái u của tuyến thượng thận, tủy thượng thận đó, thì thường nó bị một bên, nhưng mà nó đa số là tính, nhưng mà nó có cái lực này là 10%, nghe cũng hơi kỳ, mắc cười 10%, nhưng mà nó 10% u tủy thượng thận là ung thư nha, 90% là lành, 10% đó là hai bên, 90% đó là một bên, 10% là nó ở ngoài tuyến thượng thận, nó là u sắc bào mà nó ở ngoài tuyến thượng thận. Rồi nhớ cái lượng 100 vậy áp vô đây, áp dụng vô đây, u thường có ở một bên tuyến thận là đúng không? 90%, 10% nó ở hai bên. Để tôi mở lại cái bài nha, không biết tôi mới nhắc cái lượng 10% trong bài luôn á. Chạy chạy xuống như sao? Lý trước giải phẫu bệnh đâu rồi? Đây, tôi có nhắc luôn á. Mình đọc lại, cùng nhau đọc lại. Giờ u ở tủy thượng thận, tức là u sắc bào tủy thượng thận nè, nó có lực 10% chảy ra trẻ em nữa, 90% chảy ra người lớn, 80% u ở một bên, 80 chứ mà 90, 80% ở bên thì khoảng 20% u ở hai bên. Giờ là u thường ở một bên tiến thận là đúng nha, là được 80% là thường rồi. Thì tế bào u xếp dãy ru băng vào tường có hạt trung tính. Hạt của nó trung tính không quý vị? Không, hạt của nó là vừa ái kiệm vừa ái toan, gọi là hạt lưỡng tính. Lưỡng tính các trung tính nha. Đúng không? Lưỡng tính các trung tính không? Lưỡng tính là vừa ái kiệm giống như là giới, lưỡng giới khác mà không giới khác. Hay như là trung tính như là cái tế bào kỵ màu tiếng yên đó, là nó không có kiệm mà nó cũng không có toan luôn. Còn này nó vừa có kiệm mà nó vừa có toan, tức là nó vừa bắt màu hồng mà nó vừa bắt màu tím. Lượng tính. Thôi bây giờ cái câu cái có hạt trung tính là sai. Tất cả đúng là sai. Vậy cái gì chọn cái gì? Chọn u b. U thường có một bên tuyến thượng thận. Nha, mà hãy vì thấy năm câu khác nhau vậy là thường thường chỉ có câu đúng thôi. Vậy cái đại thể của nó là u có màu đỏ nâu, có bụng sơ hóa, có dục khối bọc và xuất huyết. Dạ vậy đó quý vị. Rồi hẹn gặp lại quý vị tuần sau, tôi có chép cho quý vị cái phần còn.